Các bạn đang nghe truyện ngươi lại thông quan trên kênh TV Audio CV. Chương 148, tại sao nó vẫn đuổi theo tôi? Lúc trước trì mạng biểu diễn trong đoàn nghệ thuật, đã nghe không ít tiếng vỗ tay và lời khen ngợi nhưng rất ít khi thấy người chơi trò chơi thảo luận về âm nhạc trên diễn đàn. Cô xem rất say sưa, mặc dù nhiều người không thực sự hiểu về âm nhạc nhưng nhìn bọn họ kết hợp trò chơi để đưa ra đánh giá, cô cũng có thể nhận được một số cảm hứng từ đó. Còn có người khen anh nữa. Trì mạng xem xong, trả vòng tay cho Phương Diễu. Phương Diễu nhìn thoáng qua, vui như mở cờ. Trò chơi ra mắt lâu như vậy rồi còn đổi nhạc, chứng tỏ có trách nhiệm với trò chơi, có trách nhiệm với người chơi, có lý, với thái độ này, tôi sẽ nạp thêm 100, thiên mã hành không đã chốt dự án mới, tưởng tài văn cũng muốn thử thách đề tài mới, cách chơi mới, anh ta chuẩn bị thử sức với trò chơi phiêu lưu giải đố. Thấy cảnh tượng hoành tráng của phiên bản mới của thành phố ngầm điên cuồng, Tưởng Tài Văn chỉ khịt mũi, không hề ghen tỵ hay đố kỵ. Nếu là người khác, anh ta thậm chí còn hy vọng đối phương không bị thành công của thành phố ngầm điên cuồng trói buộc, nếu không thì cuộc cạnh tranh trong tương lai sẽ trở nên vô vị. Nhưng anh ta biết, công ty giải trí Tinh không sẽ không, lần cập nhật âm nhạc này chính là bằng chứng, không chỉ bù đắp được điểm yếu, mà còn thể hiện sự theo đuổi tinh tế trong việc sản xuất trò chơi. Tiểu Chu à, Tưởng Tài Văn hỏi Chu Hằng, cậu thích dẫn đầu hay thích đuổi theo? Tôi thích đi theo sau tổng giám đốc tưởng. Chu Hằng nhanh chóng nói. Hừ, lẻo mép. Tưởng Tài Văn hừ một tiếng, đi trước thì đúng là yên tĩnh hơn, không khí trong lành hơn nhưng tôi đột nhiên phát hiện, đuổi theo cũng khá thú vị. Chuyện gì vậy, tại sao nó vẫn đuổi theo tôi? Phương Diễu chạy rất nhanh trong, săn thú dị tinh, vừa chạy vừa hét, không thoát khỏi chiến đấu được sao, lúc này, nhóm dự án đang tiến hành một vòng thử nghiệm đại không phải anh muốn cố đạt đạt tới chân thực à? Anh bắn trái một mũi tên, bắn phải một mũi tên, chuyên bắn vào cửa sau của người ta, điểm tức giận đã đầy, tất nhiên là không quan tâm đến phạm vi lãnh thổ rồi. Phương Diễu cạn lời, đột nhiên lại lóe lên một tia sáng, vậy tôi dẫn nó đến lãnh thổ của những con quái vật khác, quái vật đánh nhau, có phải tôi có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi không? Không được. Tiểu Trần giải thích, nếu tê giác lưng sắc xâm nhập vào lãnh thổ khác, những con yếu hơn sẽ trốn đi không xuất hiện, những con mạnh hơn sẽ dọa nó chạy không thể kiếm được của hời. tôi có dạy các cậu làm như vậy hả Phương Diệu rất tức giận mọi người không lên tiếng biết anh chỉ phát tiết bực bội dù sao thì sắp bị tê giác hút rồi a à. trong game Phương Diễu bị tê giác hút vạch ra một đường cầu vòng trên không trung cắm vào bụi cây rồi chết Phương Diễu tự an ủi bản thân không tức giận không tức giận nếu mình có thể đánh bại được thì làm sao đối phó với Khương Thu tự chứ? Anh thoát khỏi trò chơi, khen ngợi những người khác, "Không tệ, chính là hiệu quả này, chi tiết chiến đấu tốt hơn nhiều so với khi đánh Bạch Phật Quỷ. Tiếp theo, cứ theo tiêu chuẩn này mà lao như đi nhé." Nghe vậy, mọi người lần lượt bày tỏ, "Lão đại, chúng tôi đã hoàn thành 30% bản đồ lớn và 15 con quái vật đi kèm, hiện giờ càng làm càng thuận tay, nhiều nhất là 2 tháng chắc chắn có thể hoàn thành dự án." không tệ, đến lúc đó sẽ cho tổng giám đốc Khương một bất ngờ. Phương Diễu nói rất có khí thế, vừa về phòng làm việc đã vô thức che mông, nếu trong game bị hút thêm vài cái nữa, sợ là sẽ có ám ảnh. Công việc của Khương Thu Tự ở Brai cũng khá thuận lợi, theo như trợ lý nhỏ nói, Đỗ Văn Tùng nhận được gói cập nhật của thành phố ngầm điên cuồng, lúc đó suýt chút nữa rơi nước mắt. Trong Omega, Sophie vẫn chưa rõ tình hình của Đông Hoàng nhưng sau khi mấy chủ Brai của thành phố ngầm điên cuồng, đồng bộ cập nhật đà tăng trưởng đột ngột bị chặn ngang của biệt hiệu an pha đã đủ để nói lên tất cả tổng giám đốc người dùng đăng ký vẫn đang tăng nhưng người dùng hoạt động hàng ngày không tăng lên được một năm triệu sophie thở dài người dùng đăng ký tăng nhưng người dùng hoạt động hàng ngày không tăng chứng tỏ khả năng giữ chân không tốt chứng tỏ biệt hiệu an pha không có sức hấp dẫn bằng thành phố ngầm điên cuồng cũng chứng tỏ lần này cô ta hợp tác với nido thực hiện hành vi không biết xấu hổ tạo ra sản phẩm nhái cao cấp đã thất bại tôi hơi mệt rồi sophie không để ý đến nhân viên quyết định đi nghỉ ngơi nghiêm túc xem xét lại bản thân sau đó mới quyết định lại kế hoạch tương lai một tháng sau cương thu tự đi dạo trong công ty chi nhánh lúc này các phòng ban đều đã đầy đủ nền tảng sáng tác kịch bản giết người cũng đã ra mắt và hoạt động đột nhiên cô thấy nhàn rỗi Giám đốc mới được bổ nhiệm Hồ Tùng Đình là giám đốc cấp cao vào công ty ngay từ khi công ty giải trí tinh không mới thành lập, có đủ năng lực quản lý tốt công ty chi nhánh. Hơn nữa, không lâu sau, mạng lưới tinh tế sẽ được xây dựng xong, đến lúc đó có thể nắm bắt tình hình của công ty chi nhánh theo thời gian thực, cô không cần phải ở qua đây nữa. Khương Thu Tự đã đăng ký chuyến bay trở về gần nhất, dẫn theo trợ lý nhỏ háo hức lên đường trở về. Vì không thể liên lạc được nên Phương Diễu hoàn toàn không biết Khương Thu Tự sẽ về lúc nào, đột nhiên nhìn thấy cô, anh thật sự rất bất ngờ. Cô là ai? Sao cô lại về rồi, không nhận ra tôi sao? Đến đây, tôi cho anh nhớ lại. Khương Thu tự dơ nắm đấm lên. Phương Diễu, bảo vệ, bảo vệ đâu, người đâu, không lâu sau, một nửa công ty đều thấy Phương Diễu chạy phía trước, Khương Thu tự đuổi theo phía sau. Mọi người cùng nhau cảm thán, trở về rồi, đều đã trở về rồi, chỉ đùa thôi mà, cô có cần thế không? phương diệu đứng trong cửa nhà vệ sinh nam hai người cách nhau một ngưỡng cửa cảm giác trở về thế nào khương thu tự suy nghĩ một chút cảm giác à, rất tuyệt công ty vẫn còn phương diệu tức giận cô có ý gì tôi quản lý rất tốt mà khương thu tự nói điều này thật sự khiến tôi bất ngờ đang nói chuyện phương diệu thấy tiểu trần và triệu nghiệp siêu đều muốn đi vệ sinh đứng ở không xa với vẻ mặt khó xử hai người không biết đổi tầng khác à phương diệu nói rất vô liêm sĩ Khương thu tự quay đầu lại thấy vậy gọi phương diễu anh đừng chấm ở đó ra ngoài đi không ra ngoài không ra hai người cãi nhau vài câu quay lại thì phát hiện triệu nghiệp siêu và tiểu trần đã biến mất có lẽ đã xác định đổi tầng khác sẽ nhanh hơn là đợi hai người họ cãi nhau xong anh định đứng đây nói chuyện thật sao hương thu tự trừng mắt nhìn phương diễu mặc dù nhà vệ sinh của công ty rất sạch sẽ nhưng gặp lại nhau sau bao ngày xa cách nói chuyện ở đây vẫn mất phong độ quá. Hai người không dẫn nữa, Phương Diễu đến phòng làm việc với cô, báo cáo qua loa về công việc gần đây. Hầu hết các công việc lặt vặt đều không phải do Phương Diễu xử lý, chủ yếu là nói về tình hình hoạt động của thành phố ngầm điên cuồng và nền tảng sáng tác kịch bản giết người, cũng như tình hình sản xuất của săn thú dị tinh. Hiện tại tiến độ sản xuất đã đạt 80%, tôi định phát hành trước một bản demo dùng thử. Phương Diễu nói về công việc. Giọng điệu vẫn rất tự tin. Dùng thử, đúng vậy. Phương Diễu giải thích, trước đây không phải đã nói rồi à, trò chơi chúng ta phát triển trước đây đã bao phủ hầu hết nhóm người chơi, đặc biệt là những trò như chọc ghẹo hàng xóm, căn bếp liều lĩnh, từ 60 tuổi trở lên đến 6 tuổi đều có thể chơi được. Hơn nữa trò chơi không đắt, lúc đầu thấy hứng thú, mua về rồi phát hiện không thích lắm thì cũng không phàn nàn nhiều. Nhưng, săn thú dị tinh thì khác, giá cao, độ khó lớn một khi có người bỏ tiền ra mà không đánh nổi một con quái vật nào thì tâm trạng chắc chắn sẽ không tốt bản dùng thử cho họ trải nghiệm một đến hai trận chiến có thể tránh được một số người chơi không phải đối tượng của trò chơi này tốn tiền oan. về đánh giá trò chơi khương thu tự hoàn toàn tin tưởng phương diễu lúc trước phương diễu từng khoác lác rằng dũng cảm bước vào lâu đài quỷ vương khó cũng không đưa ra đề xuất phát hành bản dùng thử trước xem ra lần này độ khó thực sự rất cao khương thu tự lập tức đồng ý được cứ theo anh nói mà làm, định giá bao nhiêu, 298. Được, tôi chờ chơi thôi phải không? Cương Thu tự cười hỏi. Hừ hừ. Gần đây anh đã chịu không ít khổ sở khi thử nghiệm, bị tê giác hút, bị sư tử, hổ cắn, bị rồng phun lửa, thậm chí còn bị lợn hút chết, bị khỉ đè chết. Nhớ lại những chuyện này, Phương Diệu rất nóng lòng muốn cho cô nếm thử những mùi vị này. Cô chờ đấy, chờ cho tốt vào, Ừ, cảm giác ồn ào náo nhiệt đã trở lại, Khương Thu Tự rất thoải mái, vẫy tay. Được, tôi chờ, anh có thể lui xuống trước. Phương Diễu ngồi đó không đi, đừng vội chứ, bên phía Brai có gì hay ho không, Khương Thu Tự bực bội nói. Tôi nào có thời gian chơi, bận không xuể. Phương Diễu, ai tin chứ, tin hay không tùy anh. Xem ra đúng là không chơi mấy, Phương Diễu chuyển sang hỏi. Bên phía Omega thế nào, Khương Thu Tự nói. Biệt hiệu, Alpha, không đạt được hiệu quả như mong đợi, nền tảng IV đúc có đà phát triển tốt, nhưng muốn lay chuyển Omega thì còn sớm. Phương Diễu hỏi không ngừng, này, bờ rai và đông hoàng, chu kỳ tự quay quanh trục và quanh mặt trời có giống nhau không, một ngày cũng là 24 giờ chứ. Trọng lực thì sao, ở bên đó có thể nhảy cao 8 mét không, Khương Thu tự hơi cạn lời, cảnh tượng trước mắt, cô sẽ nhớ nhung khi ở bờ rai, không lâu trước, cô cảm thấy vui mừng, chỉ là bây giờ tự lên mạng mà tìm, nếu còn lắm mồm nữa, thì tôi sẽ khâu miệng anh lại. Khương Thu tự cầm lấy một món đồ chơi trang trí trên bàn mà cô đã cố ý mua trước đó, ném mạnh về phía Phương Diễu. Sao lại nóng nảy thế? Phương Diễu nghiêng đầu né tránh, phản ứng này thì anh vẫn có, đứng dậy nhặt con gấu nhồi bông lên xem. Được rồi, vậy tôi đi đây. Đột nhiên, Khương Thu tự lại hơi muốn anh ngồi thêm một lát, chỉ là còn chưa kịp mở miệng thì thấy Phương Diễu dơ cả hai tay lên cầm con gấu nhồi bông, như người dơ một chân lên, giống như đang làm tư thế ném để tôi ném cho cô phương diễu giống như cầu thủ bóng chày ném mạnh con gấu nhồi bông vào mặt khương thu tự Bốp, khương thu tự bắt lấy con gấu nhồi bông bay tới bằng một tay ánh mắt sắc bén chỉ là khi liếc nhìn về phía cửa đã không còn ai nữa nếu là góc nhìn truyện tranh thì ở đó chắc sẽ xuất hiện một hình người mờ ảo đang nhấp nhô có thể thấy phương diễu chạy nhanh đến mức nào nhanh đến mức khiến khương thu tự bật cười phiền phức Thực ra cả nhóm người trong nhóm dự án rất muốn quan tâm đến chuyện phím cuộc hội ngộ sau thời gian dài xa cách của lão đại và bà chủ, chỉ là không dám lắm. Thấy Phương Diễu quay lại, mọi người thử dò hỏi, lão đại, anh và tổng giám đốc Khương nói chuyện gì vậy? Phương Diễu, ồ, chuẩn bị bản demo của, săn thú dị tinh, vất vả lâu như vậy rồi, cũng nên xem thành quả thôi. Chỉ vậy thôi. Chỉ nói chuyện công việc thôi sao, ai tin chứ, nhưng đã có sắp xếp công việc, mọi người vẫn nhanh chóng chuẩn bị, dù sao thì so với chuyện phím, dự án vất vả lâu như vậy mới là tâm huyết của mọi người. Nghe nói, săn thú dị tinh, sẽ tung ra bản demo trước để người chơi dùng thử miễn phí, Tần Chi từ cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao vậy? Trợ lý nói, ý của công ty giải trí tinh không là trò chơi này định giá cao, độ khó lớn, dùng thử trước để tránh người chơi tốn tiền oan. Bỗng nhiên trong lòng Tần Chi từ có một người nhỏ độc ác đột nhiên reo lên, lừa hết vào vết không tốt cà, không vui cũng không hoành lý trí mách bảo anh ta mau chóng thu ý nghĩ này lại. Khó đến mức nào chứ, tôi không tin. Tần Chi từ xoa tay, trước đó đã phá lệ rồi, anh ta cũng không quan tâm nữa, cho tôi thử trước. Lần này đúng là cứ thử là chết, mặc dù chết trong trò chơi nhưng ở ngoài đời cũng khiến Tần Chi từ bị đả kích không nhỏ, ba tiếng đồng hồ bị quái vật hành hạ liên tục, khiến tinh thần anh ta hơi quể quải, rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân. Tôi gà tới vậy sao? Cùng lúc đó, chuyên khu, Săn thú dị tinh, trên nền tảng IV Đúc đã được xây dựng xong, thông báo phát hành bản demo và tin tức sắp mở bán trước cũng được đăng lên trang chủ. Săn thú dị tinh, sắp hoàn thành rồi sao? Chưa, là tung ra bản dùng thử trước. Dùng thử cộng đặt hàng, xem giới thiệu thì đặt hàng trước sẽ tặng một bộ trang phục khai hoang và một con sóc thú cưng. 298, cảm thấy công ty giải trí tinh không trò chơi càng ngày càng đắt. Nghe nói là chế tác lớn, các hãng khác không nói công ty giải trí tin không thì tôi tin chất lượng xứng đáng với giá tiền. Chất lượng thì tôi cũng tin, chỉ sợ không phải loại tôi thích. Cho nên mới phát hành bản dùng thử, rất có lương tâm. Bây giờ Vu Miễu là một streamer lớn, dưới trướng có một nhóm mười mấy người, mỗi ngày cắt kép video, làm đánh giá. Giờ anh ta có tiền, cũng có thời gian nghỉ ngơi. Lúc anh ta nghỉ ngơi thì những người khác thay phiên nhau livestream, phòng livestream, tam thủy đánh giá, phát sóng liên tục 24 giờ, lượng người xem cũng ổn định. Nhưng gần đây Vu Miễu vẫn tự viết một bức tranh chữ để nhắc nhở bản thân, nhìn mấy chữ lớn, không quên mục đích ban đầu, mới có thể kiên trì đến cùng, trên tường, anh ta tự răng mình, không thể kiêu ngạo. Ông chủ, ngày mai bản dùng thử của, săn thú dị tinh, ai livestream? Người trong nhóm đến tìm anh ta. Tôi tự livestream. Vu Miễu không cần suy nghĩ, trò chơi của công ty giải trí tinh không, anh ta chắc chắn phải tự mình ra trận. Được, vậy sáng mai có cần tiểu vương đến thay ca không? Vu Miểu suy nghĩ một lát, thay ca bình thường là 7 giờ sáng, bản dùng thử, săn thú dị tinh, tận 10 giờ mới phát hành. Khoảng thời gian này anh ta không còn hăng hái như trước, rất ít khi dậy sớm, nhưng anh ta cũng từng trải qua những ngày tháng gian khổ, mặc dù bây giờ đã là ông chủ nhưng không quá làm giá, để người khác lên mạng thay anh ta 3 tiếng rồi giải tán, không đến nổi. Các cậu cũng rất mệt, bảo tiểu vương ngày mai nghỉ một ngày đi, 7 giờ tôi dậy thay ca. Được. Nhìn nhân viên rời đi, vu miễu cảm thán mình đúng là một ông chủ tốt biết quan tâm cấp dưới. Nhưng sáng hôm sau anh ta đã hối hận, anh ta cảm thấy phải dựng một cái gậy chống lên mí mắt mới có thể chống đỡ được. Hồi đó mình đã hăng hái như thế nào? Vu miễu hơi kinh ngạc, trước sau hơn một năm, khiến anh ta có cảm giác như cách một thế giới, tựa như chuyện một ngày làm việc 18 tiếng, đánh giá mấy trò chơi là chuyện của kiếp trước. Không được, dậy. Vu Miểu quyết định phấn chấn, tìm lại trạng thái trước đây, cố gắng bò dậy lên mạng. 7 giờ lên mạng giao ca, đăng nhập, thành phố ngầm điên cuồng, mơ mơ mà màng đánh xong hai lần vực thẳm hôm nay, Vu Miểu bắt đầu chờ bản dùng thử, săn thú dị tinh, mở tải xuống. Tam Thủy, hôm nay dậy sớm thế, lát nữa có livestream, săn thú dị tinh, không? Có người chơi tương tác với anh ta chắc chắn livestream vì cái này mà đến. Vu Miểu phấn chấn tinh thần nói chuyện cười đùa với người xem, lát nữa xem tôi thể hiện, trò chuyện một lúc, thời gian trôi qua cũng khá nhanh, cộng thêm công ty giải trí tinh không vốn không mấy đúng giờ, 9 giờ 40 phút đã mở tải xuống. Tới rồi, mau bắt đầu đi. Trong sự thúc giục của người chơi, Vu Miểu chuẩn bị tải trò chơi, không ngờ trước khi tải xuống lại hiện ra lời nhắc, trò chơi này được phân loại 18 cộng, có nội dung máu me, kinh dị, bạn có chắc chắn muốn tải xuống không, vậy càng phải tải xuống nha. Vu miễu nào có do dự, chỉ có máu me và kinh dị thôi sao, không có chút, ha ha, các bạn hiểu đấy. Trò chơi được tải xuống trong nháy mắt, anh ta nhanh chóng vào trò chơi, phát hiện bản demo chỉ cung cấp 3 cảnh dùng thử. Cảnh 1, cá sấu đuôi dài, độ khoạch 2, tê giác lưng sắt, độ khoạch 3, bạch phật quỷ, độ khót có 3 cảnh, một tiếng là đánh xong, hay là chúng ta bắt đầu từ 4 sao? Vu Miểu hỏi ý kiến mọi người. Mọi người nói đủ thứ, anh ta liền lập một cuộc bỏ phiếu, cuối cùng vẫn là chọn, từ thấp đến cao, nhiều nhất. Được, vậy thì cá sấu đuôi dài. Vu Miểu vào cảnh một, phát hiện có thể trực tiếp chọn vũ khí và áo giáp, anh ta chọn lựa chốc lát, rất ưng ý với một thanh đại kiếm và một bộ giáp sư tử, kết hợp lại, trông rất đẹp trai. Phải nói là, cảm giác nặng nề rõ ràng, có vung được đại kiếm không? Vung được, dù sao cũng là trò chơi, ngoài đời tôi chắc chắn là không vung được, cảm giác rất nặng. Vu miễu nhìn khu rừng mưa xung quanh, không nói chứ, cảnh tượng quá chân thực, không có nhạc nền, nếu không phải ở mép góc nhìn có thể gọi ra thanh trạng thái, thì đúng là khó phân biệt thật giả. Vu miễu vừa nói vừa mở bản đồ, khu vực bản đồ giới hạn chỉ có một vùng lớn như vậy, thế thì chắc chắn cá sấu đuôi dài ở gần đây. Lúc nói chuyện, anh ta vô tình đi đến cạnh một dòng sông, đột nhiên mặt sông yên tĩnh xuất hiện một gợn sóng chưa kịp phản ứng một con cá sấu khổng lồ lao ra khỏi mặt nước miệng há to hơn cả người anh ta chợt cắn lấy anh ta trực tiếp kéo xuống nước màn hình đen tử vong trợ lý sức khỏe phát hiện nhịp tim của người dùng tăng nhanh xin hãy chú ý kiểm soát cảm xúc không chỉ có vu miễu người xem livestream cũng bị dọa sợ cái quái gì thế tim tôi sắp nhảy ra ngoài luôn rồi một con rất sau khi vu miễu bình tĩnh lại anh ta rất tức giận đánh úp bà, trò vặt vảnh này, chỉ có lần đầu mới có tác dụng, con quái vật chỉ có độ khó hai sao, xem tôi dụ nó lên bờ rồi chém đầu nó, vu miễu vác theo đại kiếm đến cạnh bờ sông một lần nữa, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mặt sông, quả nhiên, mặt nước lại xuất hiện gần sóng. Đến rồi. Anh ta hét lớn một tiếng, nắm chặt đại kiếm. Ao, tiếng nước vang lên, cái miệng to lại xuất hiện, vu miễu vội vàng nhảy sang một bên, quả nhiên anh ta đã tránh được nhưng ngay khi anh ta giơ đại kiếm lên, con cá sấu dài không cắn được, linh hoạt xoay người, bốn chân bò về phía trước rất nhanh, anh ta còn chưa kịp vung kiếm xuống thì đã bị cắn và kéo xuống nước, lại đây màn hình một lần nữa, vu miễu. Lần này, khán giả không còn quá sợ hãi nữa, bọn họ cười chế nhạo. Ha ha ha, đã nói chém đầu cơ mà, tôi thấy là bị cắn rớt đầu chó rồi, vu miễu không khỏi phàn nàn, con quái vật này không nói võ đức, lần đầu tiên đánh lén, lần thứ hai vẫn đánh lén. Ha ha ha, mau tiếp tục. Trong sự thúc giục của khán giả, anh ta lại bước lên hành trình chinh phạt cá sấu dài. Lần đầu tao né, lần hai tao lại né. Tao xem mày, a. À. Vu miễu biết rút kinh nghiệm, đáng tiếc là không biết học một hiểu mười, lại bị kéo xuống nước. Khán giả của phòng livestream, ha ha ha, chúng tôi thường không cười, trừ khi thực sự không nhận được. Ha ha ha, đê tiện, vô sĩ, quái vật cứ tấn công, làm sao tôi ra tay được? Vu Miểu tức giận lại tiến vào phó bản, lần này anh ta không buồn ngủ, ngủ chút nào, tinh thần phấn chấn. Một cái, hai cái, ba cái, không cắn nữa rồi đúng không? Đến lượt tao rồi chứ? A, à, ba lần liên tiếp đuổi cắn không thành, bốn chân của cá sấu đuôi dài cuối cùng cũng dừng lại, dường như ba đòn kết thúc rồi, ai ngờ lúc này đuôi lại quất tới. Đuôi của cá sấu đuôi dài có vảy, rất sắc bén, như có vô số lưỡi dao khảm trên đuôi quốc này trực tiếp quốc mất 2/3 thanh máu của Vu Miểu. Này cũng được. Vu Miểu đau đớn bò dậy, còn chưa đứng vững, cá sấu đuôi dài giống như đã nghỉ ngơi xong, lại tiếp tục đuổi cắn. Để tôi chém một nhát chứ. Vu Miểu sợ hãi chạy một mạch, game này là dành cho người chơi sao, đừng nhát gan, lên chém nhau đi. Có người chơi cổ vũ. Vu Miểu thật sự nghe theo, anh ta cũng thấy cứ trốn mãi thế này không phải là cách, phải phản công để cho quái vật biết anh ta lợi hại thế nào biết đâu có thanh khí thế ẩn cậu trốn nó thì nó thấy anh dễ bắt nạt cậu dám xông lên nó sẽ sợ cậu Vu miễu thấy bản thân nói rất có lý vung đại kiếm lên gầm một tiếng xông tới a a á cá sấu đuôi dài một phát đã cắn chết anh ta Vu miễu hoàn toàn cạn lời anh ta nhìn vào danh sách bạn bè không ít streamer đang online thời gian này không cần nghĩ cũng biết là đang livestream săn thú dị tinh. Để tôi nghĩ một lát, đi xem những người khác. Anh ta giải thích với khán giả, mở livestream của sói chống khủng long, Tôn Thiên. Tôn Thiên đang phát, săn thú dị tinh, nhưng anh ta không chơi theo thứ tự, trước tiên đánh bạch Phật quỷ, lý do rất đơn giản, vì cái tên này nghe có vẻ rất thú vị. Vu miễu vào thì thấy bạch Phật quỷ đang đập Tôn Thiên như một cái bánh nướng, con quái vật cao như ngọn núi dơ nắm đấm đập liên tục xuống đất, mặt đất rung chuyển, bụi đất cuồn cuộn, khiến anh ta sợ hãi, độ khó này, đúng là không phải viết bừa. Đi xem thêm các phòng livestream khác, tất cả đều đang bị hành hạ, không có ngoại lệ. Nhưng cũng có người chơi kiên nhẫn, có thể đấu với quái vật vài hiệp, điểm mấu chốt là không được vội, phải nắm bắt thời cơ và không được ham chiếm. Quan sát một lúc, Vu Miễu tuyên bố, tôi thấy mình đã ngộ ra rồi, đều có quy luật cả, nhớ quy luật, dễ như trở bàn tay. Dứt lời, anh ta tự tin quay lại trò chơi, tiến vào lãnh địa của cá sấu đuôi dài một lần nữa một cái hai cái ba cái sắp quất rồi ơ ờ. sao nó lại cắn cái thứ tư a à. vu miễu nhìn màn hình đen sắp phát điên rồi a à. tôi phát điên rồi hôm nay tôi không giết chết nó không chỉ nó hôm nay nếu tôi không giết chết cả ba con quái vật tôi sẽ không ập like, cô không vào ghê mà phương đến phòng làm việc của khương thu tự phát hiện cô đang làm việc vô cùng ngạc nhiên Phương Thu tự không ngẩng đầu lên, xử lý chút việc, hơn nữa, bản dùng thử cũng không thể chơi thỏa thích. Nghe giọng cô, Phương Diễu lập tức không vui, còn chưa thể chơi thỏa thích. Biết đâu chỉ ba cảnh đơn giản này thôi, cũng đủ để cô chơi 10 ngày nửa tháng. Lần trước anh cũng nói thế. Phương Diễu kêu lên, tôi nói cho cô biết, bây giờ streamer chơi thử, săn thú dị tinh, toàn mạng không nói 10.000 thì cũng có 8.000, tất cả đều đang khóc, anh đừng có tào lao. Cương Thu tự không tin. Cô xem này. Phương Diễu mở màn hình lớn trong phòng làm việc, tùy tiện bấm vào một streamer, chưa xem được mấy giây, màn hình đen cộng tiếng hết thảm, đổi sang một streamer khác, vừa mới chuyển qua, màn hình đen cộng tiếng hết thảm, đổi tiếp, không thấy màn hình đen, vì vừa mới mở lại, đang chạy bản đồ, chạy đến chỗ cá sấu đuôi dài xuất hiện, vừa chạy vừa phàn nàn, khó quá, không chú ý cái là bị đánh trọng thương. Nhưng tôi đã đúc kết được một số kinh nghiệm, mất bao nhiêu máu, xem bị trúng vào bộ phận nào, trúng đầu ngực không phải là giết chết ngay thì cũng mất 2 phần 3 máu, tay và chân streamer này còn chưa nói xong, Phương Diễu đã nhanh chóng chuyển kênh. Khương Thu tự buồn cười, nhìn vẻ mặt vội vàng của anh, rõ ràng là không muốn để cô nghe thấy, đừng đổi nữa, không có ai khóc cả. Không ngờ lần chuyển kênh này, streamer đang khóc thật, là một cô gái. Hu hu hu, tôi không muốn đánh tê giác lưng sắt nữa, nó hút tôi, nó cứ hút vào mông tôi, con quái vật này cứ như vậy nó hút tất cả mọi người tôi cũng bị nó hút nhiều lần rồi phương diệu thấy ánh mắt của khương thu tự chuyển sang nhìn anh vội vàng giải thích nói xong anh đảo mắt hay là cô thử xem rõ ràng là lòng dạ tư mã chiêu hoàn toàn không che giấu công việc trong tay khương thu tự đúng lúc đã xử lý xong đang định vui vẻ chấp nhận thử thách ai ngờ trợ lý nhỏ chạy đến thông báo lại có đối tác tìm đến khương thu tự bất đắc dĩ nhìn phương diệu với ánh mắt hết cách rồi phải đi làm việc phương diễu cũng đáp lại bằng ánh mắt chỉ có cô nhiều chuyện cô nhanh lên đi phương thu tự nói thừa tất nhiên tôi có rất nhiều chuyện ai rảnh rỗi như anh chứ phương diễu nếu tôi rảnh rỗi cô lấy đâu ra trò chơi để chơi lấy đâu ra đối tác để đàm phán hai người mắt qua mày lại ánh mắt giao nhau va chạm kịch liệt chỉ là cuộc giao tranh của bọn họ ở trong mắt trợ lý nhỏ lại hơi có ý liếc mắt đưa tình trợ lý nhỏ cúi đầu tỏ vẻ mình không hiểu không biết không thấy. Khương Thu tự đi đàm phán với đối tác, Phương Diệu không hỏi, dù sao cũng không phải là quảng cáo đầu tư hay quảng bá hợp tác thương hiệu, thì cũng là công ty điện ảnh truyền hình trước đó có ý định với kịch bản giết người, định đến để đàm phán hợp tác, mua bản quyền gì đó, anh đều không có hứng thú. Thay vì quan tâm đến đối tác, không bằng xem các streamer bị hành hạ còn thú vị hơn, lúc này đã có không ít streamer sụp đổ. Yêu cầu quái vật phải hiển thị thanh máu, không biết đánh được bao nhiêu máu, chơi kiểu gì đây? khó quá tôi cầm đại chù y đập một cái vào tê giác lưng sắt không đau không ngứa nó hút tôi một cái đã mất nửa cái mạng như vậy có hợp lý không nhưng vấn đề này khán giả đã trả lời thay phương diễu thật sự không hợp lý con tê giác lưng sắt này to như vậy hút một cái chỉ mất nửa mạng không chết ngay được đúng là quá không hợp lý streamer người phàn nàn thì nhiều nhưng người bỏ chơi luôn thì rất ít mọi người đều nghiến răng nghiến lợi vào phó bản hết lần này đến lần khác chiến đấu với quái vật Ban đầu, người chơi xem cho vui, thấy streamer bị hành hạ, hà, cười rất vui vẻ nhưng xem mãi, từ sáng đến chiều, đến tối, dần dần cũng có tâm trạng cổ vũ. Vu Miễu đã chiến đấu với cá sấu đuôi dài 7 tiếng đồng hồ, bây giờ đã hơi thành thạo, trạng thái cũng ngày càng tốt. Hơn nữa, trận chiến này đã kéo dài nửa tiếng, anh ta không dám bỏ cuộc, sợ đi ăn một bữa, sẽ mất trạng thái. Bây giờ, cá sấu đuôi dài thương tích đầy mình, đuôi cũng gãy nhiều khúc, ai cũng biết, chiến thắng sắp đến. Lúc này, cá sấu đuôi dài lại lao tới. Một cái, hai cái, ba cái, có cái thứ tư không, không có, né đuôi. Vu miễu mắt đỏ ngầu, lẩm bẩm, sau khi né được đuôi, anh ta tiến tới từ phía mặt bên, dơ cao đại kiếm, chém, chém xong anh ta liền chạy, không dám tham lam, anh ta không quay đầu lại, khu bình luận vang lên tiếng reo hò. Chết rồi, cá sấu đuôi dài chết rồi, 666, quá đỉnh vua miễu quay đầu lại còn định né đòn tấn công của cá sấu đuôi dài thấy xác chết trên mặt đất cuối cùng cũng dừng bước ngây người qua rồi sao qua thật rồi sao a à. sau khi ngây người vài giây anh ta vứt đại kiếm trong tay giơ cao nắm đấm gào lớn như thể tất cả không phải là trò chơi mà là thực tế sau một ngày bị hành hạ hà, cuối cùng cũng chiến thắng được con quái vật hung dữ to hơn bản thân gấp mấy lần ở trước mắt trong nháy mắt cảm giác thành tựu mãnh liệt đã lấp đầy anh ta, sự xúc động này chưa từng có trong các trò chơi khác. Sướng. Vu Miểu lại hét lên. Chỉ có điều trợ lý sức khỏe hơi làm cục hứng, phát hiện nhịp tim của người dùng quá nhanh, xin hãy chú ý kiểm soát cảm xúc. Sau một ngày chơi thử, có một số người chơi hoàn thành việc tiêu diệt quái vật trong một phó bản giống như Vu Miểu, nhưng hầu hết mọi người đều trải qua một ngày bị hành hạ, hà, bị ngược đến không muốn ngược nữa để hoàn thành. Nhưng kỳ lạ thay dù có như vậy, trên mạng hoàn toàn không có dư luận cho rằng trò chơi mới của công ty giải trí tinh không bị lật xe. Có phải tôi không hợp với trò chơi này không? Chơi cả ngày, không đánh lại được con nào. Tôi cũng vậy, bị ngược thảm thương, đặc biệt là tê giác lưng sắt, nó sắp khiến tôi bị ám ảnh tâm lý rồi. Tôi thì chết ít nhất 100 lần trong ngày hôm nay, khó quá, tôi có một điều không hiểu, các bạn nói rằng trò chơi này vừa không có thế giới quan đầy trí tưởng tượng hoặc rộng lớn hùng vĩ, vừa không có kỹ năng tuyệt vời, hoặc cơ chế chơi bất ngờ không có gì cả chỉ là lạc đến hành tinh khác để đánh quái vật vũ khí vẫn là vũ khí lạnh nặng nề đối mặt với quái vật chỉ có thể từ từ tiêu diệt không cẩn thận bị chạm vào nếu không chết cũng bị thương hoàn toàn là tự ngược vì vậy tôi không hiểu nó có gì hay tại sao tôi bị ngược hàng nghìn lần vẫn muốn tiếp tục thử thách cảm thấy là kích thích ham muốn thử thách và bản năng chinh phục của con người tôi thấy còn có cả ham muốn đấu tranh nguyên thủy nhất của con người khi đối mặt với sinh vật mạnh mẽ đối mặt với mối đe dọa đến sự sống còn các anh em đây là trò chơi hôm nay tôi may mắn vượt qua được cá sấu đuôi dài tôi chỉ có thể nói rằng khi các bạn tự tay giết chết một con quái vật các bạn sẽ hiểu tại sao trò chơi này lại hay phương diễu và khương thu tự ngồi trong cửa hàng hiện giờ hai người đang ở gần nhau buổi tối ăn chung một bữa cơm với nhau đương nhiên là chuyện rất hợp lý ăn xong ngồi nghỉ ngơi khương thu tự thấy phương diễu đang xem vòng tay hỏi dư luận trên mạng thế nào phương diễu ngẩng đầu lên cũng ổn không ai phàn nàn là khó quá à khương thu tự hỏi phương diễu có phàn nàn chứ nhưng cô biết cái gì gọi là muốn dừng mà không được không cái gì gọi là bị ngược hàng nghìn lần vẫn yêu như lúc đầu không bây giờ người chơi đang trong trạng thái đó vừa đau vừa vui anh nói hơi khoa trương khương thu tự nghe xong tự động giảm bớt nghe anh nói phép. Phương Diễu, không tin thì cô tự lên diễn đàn mà xem, hôm nay ai có thể giết chết bất kỳ con quái vật nào, đều được tôn sùng như, đại ca, trên diễn đàn. Phương Thu tự vào diễn đàn, không ngờ đúng như Phương Diễu nói, bất cứ ai có thể giết một con, đều sẽ được mọi người cùng hô, 666, còn giết hai con, hiện tại vẫn chưa có ai làm được. Để tôi thử xem. Phương Thu tự bị kích động, gọi người đến thanh toán, chuẩn bị về sớm để chơi game. Cứ thử đi. Phương Diệu rất tự tin, tôi không tin cô xin lỗi, làm phiền hai người. Đúng lúc Phương Diệu định nói thêm vài câu tà nhẫn, một cô phục vụ xinh đẹp bước tới, tay cầm một vòng quay nhỏ. Cửa hàng chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, hai người có thể tự chọn một con số may mắn, nếu chọn trúng, bữa ăn này sẽ được miễn phí. Cương Thu tự không quan tâm miễn phí hay không, nhưng loại hoạt động trò chơi nhỏ này, cô sẽ không từ chối, suy nghĩ một lát tôi chọn bảy, được. Cô gái nhỏ cười nhìn Phương Diễu. Phương Diễu, số may mắn của tôi là 648, cô gái nhỏ vẫn cười, thưa anh, chỉ được chọn một số. Phương Diễu nghiêm túc, đúng vậy, không phải 6, 4 và 8, là 648, Khương Thu Tự, cô gái nhỏ, trên vòng quay nhỏ chỉ có 32 số, lấy đâu ra 648. Thấy nụ cười của cô gái nhỏ dần trở nên ngượng ngùng, Khương Thu tự đá Phương Diễu một cái dưới gầm bàn, đừng có phá. Phương Diễu rất vô tội, số may mắn của tôi thực sự là 648, được rồi, hôm nay đổi tạm, là 18 vậy. Được. Cô gái nhỏ giống như sợ anh sẽ đổi ý, vội vàng quay vòng quay, thả quả cầu may mắn vào vòng quay. Không ngờ sau khi quay một lúc, nó thực sự dừng lại ở 18, ngay cả Phương Diễu cũng kinh ngạc, Khương Thu tự liếc nhìn anh, trong mắt toàn là bốn chữ, chó ngáp phải rồi. Cô gái nhỏ lộ ra vẻ kinh ngạc vừa phải, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng vỗ tay, "Chúc mừng hai người, hôm nay bàn này được miễn phí, hai người là khách hàng thứ năm được miễn phí kể từ khi có hoạt động, có thể chụp một tấm ảnh không?" "Được." Khương Thu tự rất thoải mái. "Còn có thể?" Phương Diệu chưa nói hết câu đã bị Khương Thu tự đá thêm cái nữa dưới gầm bàn. Đợi cô gái nhỏ rời đi, Khương Thu tự trừng mắt nhìn anh, "Anh chỉ biết phá thôi." Phương Diệu không phục, "Tôi phá cái gì?" Khương Thu tự hừ một tiếng, cố gắng vạch trần anh. Anh còn muốn gọi thêm đồ mang về nữa à? Phương Diệu rất bất lực, chỉ vào cốc rỗng của mình. Tôi muốn cô ấy rót thêm trà cho tôi, gọi thêm đồ mang về làm gì, tôi có đến mức đó không? Khương Thu tự không tin. Qua ngủ, vậy mà cô lại nghĩ tôi như vậy. Thôi, đi nào. Phương Diệu đứng dậy, vẻ mặt bất lực, trong lòng kêu lên. Chết cũng không thừa nhận, chết không đối chứng, không lẽ hiểu nhầm anh ta thật rồi khương thu tự hơi dao động nhìn vào chiếc cốc rỗng bên cạnh phương diễu do dự chốc lát hay là đến chỗ tôi ngồi một lát đến chỗ cô á được thôi phương diễu miễn cưỡng đồng ý nhìn vẻ mặt này của anh khương thu tự biết mình không nên dao động chắc chắn cô không đoán sai cô không rút lại lời mời liếc nhìn anh cùng nhau rời khỏi nhà hàng thật sự rất gần phương diễu đứng trên bãi đậu xe của khương thu tự nhìn về phía nhà mình cho dù gần thì cũng đừng đến làm phiền tôi khương thu tự hừ một tiếng mau vào đi vào nhà phương diệu phát hiện nhà của khương thu tự nhỏ hơn nhà anh ở bên trong cũng khá trống trải nhìn gì thế khương thu tự rót cho anh một tách trà có hơi bất ngờ phương diệu bình luận sao thế lạnh lẽo khương thu tự giải thích lúc thành lập công ty mới chuyển đến đây chỉ là chỗ để ngủ nếu cô nói vậy thì không phải lạnh lẽo mà là xa xỉ phương diễu chế dẫu. thấy anh còn muốn nói thêm vài câu khương thu tự cắt ngang Quảng nhiều thế uống trà của anh đi uống xong thì về mau đừng làm phiền tôi chơi game phương diễu uống xong trà thì đi khương thu tự thản nhiên đúng vậy tôi chỉ cho anh đến ngồi chơi thôi anh còn muốn làm gì nữa chúng ta cùng chơi phương diễu nghĩ đi nghĩ lại hình như thật sự không có trò gì để chơi cùng hai người đã cùng nhau phá đảo căn bếp liều lĩnh. Còn, máy bay chiến đấu lôi đình, thì trình độ lại chênh lệch quá lớn, bản dùng thử của, săn thú dị tinh, không thể chơi trực tuyến. Theo ấn tượng của anh, trên thị trường thật sự thiếu một trò chơi có thể phù hợp với không khí thế giới của hai người, ngược lại có một số trò, màu vàng, thôi bỏ đi, anh vẫn muốn sống lâu hơn chút nữa. Anh muốn chơi cái gì? Hương Thu tự hỏi. Không có gì, uống xong rồi, đi đây. Phương Diễu đặt cốc xuống, trầm ngâm đứng dậy rời đi khương thu tự tưởng anh giả vờ khẽ hừ không giữ lại ai ngờ phương giữ thật sự chui vào xe bay rồi đi mất đi thật sao giận rồi à khương thu tự đứng trước cửa sổ nhất thời cũng sinh ra nhiều suy nghĩ nhưng mà lúc cô xử lý tâm trạng này cách làm rất đơn giản lên mạng chơi game hôm sau phương giữ thức dậy rửa mặt xong chuẩn bị ra ngoài thì phát hiện xe bay của khương thu tự xuất hiện ở bãi đậu xe này Thấy anh ra ngoài, Khương Thu tự đưa bữa sáng trên tay cho anh. Phương Diễu nhận lấy bữa sáng, không nhịn được hỏi, cô đến giám sát tôi đi làm muộn tan ca sớm à? Ai tiết lộ bí mật vậy, hả? Khương Thu tự nghi ngờ. Phương Diễu vội vàng nói, không có gì. Lúc này Khương Thu tự cũng hiểu ra, ý anh là, thời gian tôi đến chỗ bơ rai, anh thường xuyên đi làm muộn tan ca sớm, không có chuyện đó, ai nói vậy? phương diễu vội vàng mở túi ra ồ không tệ bánh trứng này mua ở đâu thế nhìn trạng thái tinh thần của phương diễu thì biết là không có chuyện gì khương thu tự chu môi cô còn tưởng là anh tức giận lên xe phương diễu hỏi tối qua chơi săn thú dị tinh thế nào khương thu tự qua loa cũng được mắt phương diễu sáng lên cũng được từ miệng cô thốt ra cũng được có phải là như tôi nghĩ không chết mấy lần rồi không chơi mấy Cương Thu tự quay đầu đi, trong lòng rất tức giận. Bình thường gặp chuyện gì, chỉ cần đăng nhập vào trò chơi là sẽ thấy thoải mái. Hôm qua cô vào trò chơi, vẫn nghĩ đến những chuyện linh tinh. Bây giờ cô rất hối hận. Cô đừng có tìm cớ. Phương Diễu kêu lên. Tôi không có. Cương Thu tự tức giận, nắm lấy Phương Diễu, định cho anh biết tay. Xe bay tự lái, tuyến đường và độ an toàn không có vấn đề gì như người trong xe không an phận ít nhiều cũng sẽ hơi rung lắc. Giờ cao điểm buổi sáng, trên tuyến đường bay có khá nhiều xe, vợ chồng đi làm ở xe phía sau nhìn chiếc xe rung lắc phía trước, biểu cảm phức tạp. Người phụ nữ có vẻ như thế đạo suy đồi, lắc đầu, sáng sớm đã không nhịn được rồi à. Không thể kiềm chế chút sao? Người đàn ông lại có vẻ như là một tài xế già đời, có thể không phải như em nghĩ đâu, nếu làm chuyện đó thì biên độ rung lắc không phải như vậy. Người phụ nữ quay đầu hỏi, sao anh biết, người đàn ông rất tự hào. Anh có kinh nghiệm mà, người phụ nữ nhớ mày. Em nhớ, chúng ta chưa từng làm trên xe bay nhỉ, người đàn ông suy nghĩ kỹ, kinh ngạc. Không phải như em nghĩ, anh muốn nói là, anh đã xem qua rất nhiều tài liệu học tập tương tự, không phải thực hành. Nếu anh ở trong xe, thì làm sao biết được biên độ bên ngoài xe không phải như vậy chứ? Người phụ nữ rõ ràng không tin, biết đâu anh còn ở dưới gầm xe thì sao, người đàn ông tức giận, em nói gì vậy? Người phụ nữ phản bác, anh không chột dạ thì sao lại tức giận, anh có vấn đề, người đàn ông quát, sáng sớm đừng có vô lý. Người phụ nữ dương nanh múa vuốt, em cứ vô lý đấy, thế là chiếc xe phía sau cũng rung lắc theo. Phương Thu tự đang túm lấy cổ Phương Diễu chơi như con gà vàng gào thét, thấy Phương Diễu chỉ tay, cô xem, cô xem. Khương Thu tự quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chiếc xe bay phía sau rung lắc. Hai người nhìn nhau, ngoan ngoãn ngồi yên, không náo loạn nữa xe đến công ty xuống xe hai người vội vàng đi làm việc của mình như thể không có chuyện gì xảy ra phương diệu tiếp tục giám sát công việc hoàn thiện săn thú dị tinh đồng thời theo dõi các đánh giá về phiên bản dùng thử trên mạng ngoài ra anh cũng bắt đầu suy nghĩ xem có nên là một trò chơi có thể để chơi cùng với khương thu tự hay không chỉ là không ngờ sáng sớm tần chi từ đã liên lạc từ xa với bọn họ Phương Diễu đến phòng làm việc của Khương Thu Tự, chào hỏi Tần Chi từ trên màn hình. Chào buổi sáng Tổng Giám Đốc Tần, sáng sớm thế này anh đã. Tần Chi từ đi thẳng vào vấn đề, tất nhiên là về độc quyền, săn thú dị tinh, rồi. Bây giờ, công ty giải trí tinh không chỉ phát hành phiên bản dùng thử trên nền tảng IVDUP và mở đặt hàng trước nhưng chưa ký hợp đồng độc quyền. Săn thú dị tinh có thể được phát hành trên các nền tảng khác như Omega bất cứ lúc nào. Phương Diễu nói thẳng, Tổng Giám Đốc Tần, độc quyền, săn thú dị tinh, có rủi ro, anh đừng thấy mọi người bây giờ rất nhiệt tình, chết đi sống lại vẫn vui vẻ tiếp tục thử thách, vì phiên bản dùng thử là miễn phí, nếu thực sự phải trả tiền, có thể lại là một cảnh tượng khác. Anh xem đặt hàng trước đã mở được một ngày, cũng chỉ bán ra được 100. Không 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 bộ. Tần Chi từ cười nói, giám đốc Phương không cần tiêm phòng cho tôi đâu, tôi đã chơi thử cả ngày hôm qua, tôi hiểu đây sẽ không phải là một trò chơi bùng nổ ngay khi phát hành nhưng chắc chắn sẽ là một tác phẩm truyền miệng chậm mà chắc. Mục đích mở bản dùng thử của cậu không chỉ là sợ người chơi tốn tiền oan, mà còn là để hâm nóng trước cho phiên bản đầy đủ của trò chơi, chờ đợi sự lên men của truyền miệng. Phương Diễu vội vàng nói, không có, không có, anh nghĩ nhiều rồi. Tần Chi từ cười, nói gì vậy, tôi không nghĩ giám đốc Phương sẽ dành nhiều tháng để mài dũa một dự án mà chính cậu lại không có lòng tin. Phương Diễu nghiêng đầu nói nhỏ với Khương Thu Tự, sao tên này lại càng ngày càng khó lừa vậy, Khương Thu Tự dùng khủ tay huýt anh một cái, đại khái có ý là, đừng nói trước mặt người ta. Không nghe thấy tiếng nhưng Tần Chi Từ vẫn có thể phân biệt được ít nhiều qua khẩu hình, khóe miệng anh ta co giật, mình là một người nổi tiếng, sao lại có người cảm thấy mình dễ lừa chứ. À nhớ ra rồi, hợp đồng độc quyền của, thành phố ngầm điên cuồng, ký ức u về, hình như sắp đến ngày trả tiền rồi, trong lòng Tần Chi Từ lại bắt đầu nhỏ máu. Dứt khoát hỏi, tổng giám đốc Khương, giám đốc Phương, độc quyền, săn thú dị tinh, đưa ra một mức giá đi. Phương Diễu suy nghĩ chốc lát, giá thì không đưa ra, anh thấy 15% chi doanh thu thế nào, trong lòng Tần Chi từ rung lên, bây giờ anh ta cũng đã quen với Phương Diễu, hãy không đưa ra một con số chính xác, mà chơi trò chi doanh thu với anh ta, thì chứng tỏ Phương Diễu rất tự tin chi doanh thu sẽ cao hơn nhiều so với phí độc quyền có thể thương lượng được. Chi phí độc quyền, săn thú dị tinh giá tâm lý của anh ta là 150 triệu, thậm chí có thể dao động đến 200 triệu, nếu quy đổi thành 15% chi doanh thu thì tần chi từ điên cuồng tính toán trong đầu, phải bán ra gần 5 triệu bộ mới hòa vốn, cậu ta tin rằng, săn thú dị tinh, sẽ có tiếng vang rất lớn nhưng trò chơi này thực sự quá khó, giá 298 cũng không thấp, doanh số 5 triệu bộ, ầm, cảm thấy khá khó. Nghĩ lại thì, nếu thực sự bán được 6 đến 7 triệu bộ thì sẽ bị lỗ, nhưng lỗ chút tiền để độc quyền một trò chơi có doanh thu ở cấp độ này, cũng không phải là không thể chấp nhận, giống như thành phố ngầm điên cuồng vậy. Lúc này, đối mặt với hầu hết các nhà sản xuất, nền tảng IV đúc mới là bên mạnh hơn, một số ít nhà sản xuất khác cũng ở vị thế bình đẳng, chỉ khi đàm phán hợp tác với công ty giải trí Tinh Không, anh ta mới cảm thấy mình chịu thiệt ở khắp mọi nơi, còn phải tự an ủi mình rằng chịu thiệt là có phúc. Có suy nghĩ này, Tần Chi Từ bắt đầu nghi ngờ bản thân rốt cuộc mình có phải là kẻ dễ bị lừa không? Tổng giám đốc Tần, nghe Phương Diễu gọi mình, Tần Chi từ mới nhận ra rằng bản thân suy nghĩ hơi lâu, anh ta gật đầu. Được, theo như giám đốc Phương nói, nền tảng IV đúc độc quyền, săn thú dị tinh, không thu bất kỳ khoản phí chi lời nào. Cương thu tự, Phương Diễu cười, hợp tác vui vẻ. Tần Chi từ cười hơi miễn cưỡng, hợp tác vui vẻ. Sau khi ký xong hợp đồng, trong thời gian tiếp theo, trong những lần thất bại liên tiếp, ngày càng có nhiều người chơi cảm nhận được sức hấp dẫn của trò chơi như tầng chi từ dự đoán cũng càng ngày càng có nhiều người chơi tận hưởng được cảm giác thành tựu sau vô số lần chiến đấu cuối cùng cũng thành công tiêu diệt quái vật lúc này công ty giải trí tinh không đã tung ra cg phiên bản chính thức dòng chữ đầu tiên mở đầu ở đây ban đầu chúng ta chỉ là thức ăn là tầng thấp nhất của chuỗi thức ăn bây giờ chúng ta phải leo lên âm nhạc vang lên hình ảnh xuất hiện trên hành tinh xa lạ rộng lớn vô số quái vật hung dữ chiếm giữ lãnh địa của riêng chúng bất kỳ con quái vật nào xuất hiện trên màn hình đều có thể dễ dàng nghiền nát những con người đã mất vũ khí nhiệt nhưng khi xem cr vô số người chơi đã chiến đấu trong phiên bản dùng thử một tháng hoàn toàn không hề sợ hãi vô cùng phấn khích mau phát hành đi chúng tôi đến đây bọn họ hô vang thúc giục không thể nói rằng sự mong đợi của người chơi không có tác dụng gì nhóm dự án đã tăng tốc một thời gian cuối cùng cũng hoàn thành chế tác cuối cùng đóng gói và tải, săn thú dị tinh, lên. Trong thời gian đó, Omega và các nền tảng khác đã đến tranh giành, nghe nói, săn thú dị tinh, đã ký độc quyền, đành phải tiếc núi từ bỏ. Vì phiên bản dùng thử bị trì hoãn khi phát hành, Khương Thu Tự chỉ đành đợi đến phiên bản chính thức, một ngày trước khi phát hành, cô tự đặt mua một bản. Tốc độ tăng trưởng gần đây của săn thú dị tinh, khá tốt, đạt một 2 triệu bộ, còn có nhiều người quan tâm muốn tiếp tục theo dõi. Ngày phát hành là cuối tuần, công ty có người theo dõi. Buổi sáng Phương Diệu thức dậy, rửa mặt đơn giản rồi lại nhảy lên giường, chọn một tư thế thoải mái, mở livestream ra. Hôm nay anh sẽ thưởng thức nỗi đau khổ của người chơi. Mở rồi, mở rồi. Có người chào hỏi trên diễn đàn, người chơi phong ủng đi tải về. Có người chơi đầy mong đợi hỏi, hôm nay tổng giám đốc Khương có livestream không? Tôi đã xem kênh độc quyền của công ty giải trí tinh không, không có. Muốn xem hay là cùng nhau đưa ra ý kiến, để Tổng Giám Đốc Hương và Phương Diễu livestream đi. Tôi thấy được đấy. Không ít người thích náo nhiệt chạy đến chuyên khu của công ty giải trí tinh không để lại lời nhắn, đáng tiếc không ai trả lời. Phiên bản dùng thử phát hành gần một tháng, đương nhiên Vu Miễu đã chinh phục được cả ba con quái vật, anh ta hùng dũng bước vào trò chơi. Cuối cùng cũng đợi được, hôm nay chính là ngày Vu Tam Thủy tôi chinh phục hành tinh này. Ồ, tôi xem nào, chia thành chế độ đơn và nhiều người chơi, có thể chơi trực tuyến cùng nhau chắc chắn sẽ thú vị hơn. Vu miễu nhấp vào chế độ nhiều người chơi, phát hiện bên trong có tới hai máy chủ, máy chủ bình thường và máy chủ bậc thầy. Máy chủ bậc thầy nghĩa là gì? Vậy thì tôi chắc chắn là bậc thầy rồi. Vu miễu nhìn vào biểu tượng cảnh báo màu đỏ của máy chủ bậc thầy, đưa tay chạm vào. Hệ thống nhắc nhở, nhân vật máy chủ bậc thầy không thể hồi sinh, sau khi chết, người chơi chỉ có thể tạo lại nhân vật và không thể kế thừa trang bị, đạo cụ, của nhân vật đã chết, hãy lựa chọn cẩn thận. Vu Miễu kinh ngạc, một nhân vật một mạng, còn không thể hồi sinh, anh ta kinh ngạc, khán giả thì vui mừng, liên tục cổ vũ, hay lắm, hay lắm, cứ đến máy chủ bậc thầy đi. Vu Miễu biết mọi người đều muốn xem trò vui của anh ta, nhưng livestream chẳng phải là để tạo niềm vui à. Anh ta đành chiều lòng khán giả, trực tiếp tạo nhân vật trên máy chủ bậc thầy vào trò chơi, CG mở đầu có nhiều cảnh hơn so với những cảnh mà công ty giải trí tinh không đã phát hành trước đó. thêm cảnh phi thuyền rơi xuống hành tinh xa lạ, các thiết bị liên lạc, vũ khí nhiệt đều bị phá hủy. các thành viên trong đội chỉ có thể tự mình cố gắng xây dựng một ngôi làng nhỏ. sau CG, Vu Miễu chính thức xuất hiện trong trò chơi. anh ta còn đang quan sát ngôi làng thì tin nhắn của Tôn Thiên đã gửi đến. chuyện gì vậy? tại sao ngôi làng của cậu lại khác với của tôi? khác á? Vu Miễu hơi khó hiểu. Tôn Thiên nhìn vào màn hình livestream của anh ta. Đúng vậy, cái cao cao kia trong ngôi làng của cậu là gì? Là tấm bia, anh không có sao? Vu Miểu hỏi. Tôn Thiên, không có. Vu Miểu đi tới, phát hiện ra có thể tương tác với bia đá lớn. Sau khi kích hoạt cốt truyện, một NPC đi tới giải thích. Đây là bia tưởng niệm dành cho những thợ săn mạnh nhất. Nếu ai có thể thu thập đủ những chiến lợi phẩm này, tên của người đó sẽ được khắc lên bia. NPC nói rồi đưa danh một chiến lợi phẩm cho Vu Miểu nhìn vào danh mục toàn là dấu. Anh ta lại ngước nhìn bi tưởng niệm khổng lồ, lòng hiếu thắng và hư vinh của vu miễu lập tức được khơi dậy. Lúc này, Tôn Thiên cũng hiểu tại sao trong làng của mình lại không có, anh ta vào chế độ chơi đơn. Không chỉ chế độ chơi đơn, trong ngôi làng của máy chủ bình thường cũng không có bia đá này. Có thể khách ai đi trò chơi lên bia đá của máy chủ bậc thầy, hàm lượng vàng không cần phải nói cũng biết. Lúc này, có người ở khu bình luận đặt câu hỏi, nhiều người thì sức mạnh lớn, một máy chủ có hàng trăm, hàng nghìn người cùng nhau thảo phạt một con quái vật, mỗi người chém một nhát cũng chém chết rồi nhỉ, Vu Miểu cũng có thắc mắc như vậy, nhưng anh ta nhanh chóng hiểu ra. Máy chủ nhiều người chơi, mặc kệ là máy chủ bình thường hay máy chủ bậc thầy, đều được chia thành vô số kênh, một kênh có thể chứa tối đa một nghìn người. Lượng máu của quái vật được tăng lên so với chế độ chơi đơn, sau khi bị giết, vật liệu rơi ra sẽ bị pha loãng theo số lượng người vây đánh, hàng chục, hàng trăm người vây đánh một con quái vật mỗi người chỉ được chia số chiến lợi phẩm ít ỏi lúc người chơi vào lãnh địa quái vật sẽ có lời nhắc về số lượng người trong khu vực đó nếu không muốn chia sẻ chiến lợi phẩm với quá nhiều người có thể chọn kênh ít người hoặc không có người để thảo phạt ngoài ra muốn nhận được chiến lợi phẩm độc quyền của quái vật để có thể mở danh sách chỉ có thể thực hiện ở chế độ thách đấu bậc thầy sau khi vào lãnh địa quái vật có thể chọn mở sau khi mở toàn bộ quá trình thảo phạt sẽ không có người chơi khác làm phiền sau khi nắm rõ những quy tắc này, Vu Miểu mặc bộ khai hoang đã đặt mua và lên đường, chú sóc nhỏ đứng trên vai anh ta, hình ảnh rất đáng yêu. Không lâu sau, hệ thống nhắc nhở đến, người chơi sắp vào lãnh địa quái vật chưa được biết đến. Vào. Vu Miểu không hề sợ hãi. Anh ta vác đại kiếm trên vai, sải bước vào lãnh địa. Đây là một khu rừng, bên trong yên tĩnh vô cùng. Đột nhiên, trong tầm mắt của anh ta xuất hiện một bóng đen to lớn, giống như một ngọn núi nhỏ lúc nó lao về phía anh ta, thậm chí còn đâm gãy mấy cái cây. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện ra quái vật mới, hùng bá, độ khó thảo phạt, đã hoàn thành đăng ký lãnh địa quái vật. Hệ thống rất chu đáo, đưa ra lời nhắc về độ khó, ba sao đúng không? Vu miễu nắm chặt đại kiếm, hét to với hùng bá, có biết con tê giác lưng sắt ba sao giống như mày đã chết thảm như thế nào dưới tay tao không? Còn chưa dứt lời, hùng bá cách anh ta hơn 10 mét đột nhiên lao về phía trước, một con gấu đen khổng lồ như đang bay lên chớp mắt đã rơi xuống trước mặt anh ta với tốc độ nhanh như chớp một cú vả của gấu đã hất anh ta bay đi thanh máu trong nháy mắt bị xóa sạch đen màn hình cảm giác quen thuộc đã trở lại vu miễu ngẩn người lúc này mới nhận ra rằng không có hồi sinh nhân vật này của anh ta đã bị phế rồi quay lại menu chính anh ta phát hiện ra một tùy chọn mới vùng đất tưởng niệm sau khi vào anh ta thấy mình như vào nghĩa trang trong nghĩa trang hoang vắng lúc này chỉ có một tấm bia nhỏ, có thể tương tác. Sau nhấp vào, hiển thị, ID, Vu Tam Thủy, thời gian sinh, lúc 9 giờ 15 phút ngày 20 tháng 20 năm 20, thời gian mất, lúc 10 giờ 25 phút ngày 20 tháng 20 năm 20, chết dưới tay Hùng Bá, trong đời đã giết được không con quái vật, phía sau thậm chí còn có một câu bình luận, đúng là một cuộc đời bi thương. Vu Miễu hoàn toàn cạn lời, nếu không phải vì muốn tìm hiểu rõ ràng quy tắc trò chơi, anh ta đã đi loanh quanh trong làng khá lâu, thì chắc nhân vật này của anh ta còn không sống nổi một tiếng. Trong đời giết được không con quái vật càng là một sự mỉa mai lớn, anh ta cạn lời, nhưng khán giả lại cười như điên. Vùng đất tưởng niệm này buồn cười quá, chắc chắn là do Phương Diễu nghĩ ra, câu bình luận phía sau đúng là đánh vào tâm lý. Tam Thủy, tiếp tục nào, xem xem một ngày anh có thể lấp đầy nghĩa trang không? Đúng vậy, chết thêm mấy lần nữa, tôi muốn xem lời bình luận trên bia có thay đổi không? Vu Miễu muốn khóc, anh ta muốn đến chế độ chơi đơn hoặc chế độ nhiều người chơi bình thường để luyện tập trước nhưng bị khán giả ngăn cản không chỉ anh ta sau khi hiệu ứng chương trình ở đây bị phát hiện khán giả trong phòng livestream của rất nhiều streamer cũng ầm ĩ đi chơi máy chủ bậc thầy không đi không xem nữa lúc này phương diễu cũng đang lừa khương thu tự cô lợi hại như vậy trực tiếp đến máy chủ bậc thầy chơi đi người chơi đầu tiên thu thập đủ tất cả chiến lợi phẩm ở máy chủ bậc thầy sẽ được hiển thị trên toàn máy chủ Khương Thu tự biết Phương Diễu đang lừa cô nhưng sao cô có thể sợ? Lập tức chọn máy chủ bậc thầy tạo nhân vật để Phương Diễu livestream đi. Chúng tôi muốn xem anh ta chơi. Đúng vậy. Làm game khó như vậy để anh ta tự chơi thử xem. Anh ta không chơi thì tôi không mua. Tổng giám đốc Khương cũng phải chơi, nếu không thì tuyệt đối không mua. Không ít người lập nhóm bình luận trên màn hình livestream độc quyền của công ty giải trí tinh không. Bộ phận vận hành của công ty nhận được phản hồi của streamer vẫn là liên lạc với Phương Diễu, giám đốc Phương. Người chơi rất muốn xem anh và tổng giám đốc Khương chơi game cùng nhau. Rất nhiều người nói anh không livestream thì bọn họ không mua. Anh thấy sao? Phương Diễu đang chuẩn bị xem Khương Thu tự bị hành hạ. Hà. Hơn nữa anh định thưởng thức cảnh này một mình. Livestream cái gì mà livestream? Không livestream. Phương Diễu trả lời rất dứt khoát. Kết quả vừa trả lời xong, vận hành đột nhiên nói. Ờm, um, tổng giám đốc Khương đã mở livestream rồi. Cô nói với cô ấy rồi à? Phương Diệu tức giận, vậy mà lại vượt cấp tìm khương thu tự không coi anh ra gì cả vận hành vội vàng giải thích không tổng giám đốc khương tự livestream tên thích chơi trội này được rồi vậy cô đừng quan tâm nữa phương diệu rất tức giận kết thúc cuộc gọi với vận hành lập tức hỏi sao cô lại livestream khương thu tự nói tôi thấy lần trước khi phát hành dũng cảm bước vào lâu đài quỷ vương hiệu quả quảng cáo livestream khá tốt hôm nay săn thú dị tinh phát hành cũng livestream xem sao phương diễu hừ một tiếng lần trước là vì có tôi một mình cô không nói gì có hiệu quả gì chứ phương thu tự không tức giận không phản bác nói một cách đương nhiên vậy anh còn không mau đăng nhập đi ồ phương diễu chuẩn bị đi lấy thiết bị ảo một chân bước xuống giường mới chợt nhận ra tôi nói sẽ livestream cùng cô khi nào nhanh lên phương thu tự thúc giục được rồi xem cô làm trò hề ở cự ly gần vậy phương diễu nói một cách cay độc đi lấy thiết bị ảo đăng nhập. Những người chơi đã hô hào rất lâu, cuối cùng cũng thấy hai người mở livestream, vô cùng phấn khích. Phương Diễu vừa đăng nhập đã kêu lên, vừa nãy ai kêu mở livestream thì sẽ mua game, tôi tin các bạn rồi, cả nhóm người cười khúc khích. Ai nói vậy, tôi không nói. Lần sau chắc chắn, tôi đã mua từ lâu rồi, không ngờ chứ, thấy Phương Diễu đăng nhập vào trò chơi, cả nhóm người vội vàng hét lên, máy chủ bật thầy, đến máy chủ bật thầy. Khương Thu Tự đã tạo nhân vật trên máy chủ bậc thầy, Phương Diễu đi theo vào, tìm thấy và nhảy qua tuyến mạng của cô, tụ họp với cô. Cô biết đi đường nào không? Thấy Khương Thu Tự đứng ở cổng làng, Phương Diễu đi tới hỏi. Khương Thu Tự, anh biết cà, tất nhiên. Phương Diễu tự tin đầy mình, đi theo tôi, một cốt truyện quen thuộc, khán giả thấy vậy, ký ức ù về, liên tục nhắc nhở. Đừng tin anh ta, Phương Diễu dẫn đường ở phía trước, Khương Thu Tự đi theo anh, không lâu sau thì xuất hiện hệ thống nhắc nhở mà Vu Miểu đã gặp trước đó. Người chơi sắp bước vào lãnh địa của quái vật chưa được biết đến, đừng sợ vào đi. Lúc này, Phương Diệu giống hệt như một kẻ lừa đảo đang dụ dỗ một cô gái ngây thơ. Trong, săn thú dị tinh, vũ khí nhẹ không nhiều, xét về góc độ thực tế, một con dao găm nhỏ mỏng manh rất khó để đối mặt với những con quái vật có lớp da dày thịt chắc, to lớn hơn con người hàng chục lần. Tất nhiên ít không có nghĩa là không có, nhưng khương thu tự không tiếp tục phong cách trong thành phố ngầm điên cuồng mà chọn một cây trả mã đao cao gần bằng cô phương diễu vẫn nhát gan chọn một cái nỏ đi được vài bước phương diễu nhìn quanh quái đâu quái ở đâu giả vờ anh cứ giả vờ đi lời của khương thu tự thật sự đã nói ra tiếng lòng của khán giả cô đợi ở đây tôi qua bên kia xem phương diễu nói nhấc chân chạy về một hướng đi theo anh ta khán giả liên tục nhắc nhở khương thu tự khương thu tự buồn cười không nhúc nhích quả nhiên phương diễu vừa chạy đi được một lúc mặt đất đột nhiên rung chuyển mặt đất dưới chân đột nhiên sụp xuống may mà cô phản ứng nhanh dùng chân đạp mạnh nhảy liên tục về phía sau mới không rơi xuống hố sau đó trước khi cô đứng vững một con quái vật khổng lồ lao ra từ mặt đất sụp xuống hệ thống nhắc nhở phát hiện quái vật mới chúa tể gào thét độ khó chinh phạt đã hoàn thành đăng ký lãnh địa quái vật A à. Chúa tể gào thét vừa giống gấu vừa giống chuột Một tiếng gào lớn như sắp lật tung một lớp đất Tiếng gào cuốn theo bùn đất và lá cây Thổi bay Khương Thu Tự đứng chưa vững Thậm chí còn mất một ít máu May mà Khương Thu Tự không ngã Trả mã đao cắm mạnh xuống đất Đứng vững Tiếng gào ngừng lại Chúa tể gào thét đứng thẳng Chân trước chạm đất Lao về phía Khương Thu Tự Nhanh giúp đỡ đi khán giả hét lên với Phương Diễu. Kết quả là thấy Phương Diễu dựa vào một cái cây ngồi xuống, nỏ để sang một bên, xem rất thích thú. Quả nhiên vẫn hèn hạ như vậy, Khương Thu Tự cũng không mong đợi vào Phương Diễu, rút trả mã đau lăn một vòng sang một bên, né tránh kịp thời. Cô chưa chơi bao giờ, nhưng khi phiên bản dùng thử được tung ra, cô đã xem livestream, biết rằng không thể chủ quan, sau khi lăn không phản công, đứng dậy liền lùi về phía sau. Quả nhiên chúa tể gào thét không đánh trúng, quay người cào, hai chân trước sắt như dao, vung liên tiếp ba lần mới dừng lại. Khương Thu tự dường như đã đoán trước được, ngay khi nó ngừng vung, cô chui qua giữa hai chân vừa thu về, trả mã đao vung từ dưới lên trên, lưỡi đao cắt dọc một đường theo ngực chúa tể gào thét hướng về phía cổ họng. Một đao kết thúc, cô quay người bỏ đi. Thấy chúa tể gào thét bị thương đứng thẳng người dậy, Khương Thu tự vội vàng né sang một bên. A, à. Không ngoài dự đoán, chúa tể gào thét lại gào lên một tiếng, đáng tiếc là trước mặt đã không còn ai. Khương Thu tự đến mặt sườn vung trả mã đao, lần này không tính toán vị trí, chém được chỗ nào thì chém, sau hai nhát liên tiếp, lập tức rút đao rời đi. Ai ngờ chúa tể gào thét không đuổi theo, mà nhảy tại chỗ như nhảy xuống nước, đầu và mông chổng ngược, chớp mắt đã đào hang biến mất. Không phải là chạy trốn chứ? Có khán giả nảy sinh nghi ngờ. Giây tiếp theo đã có câu trả lời, không chạy trốn, mặt đất dưới chân Khương Thu Tự lại sụp xuống, xuất hiện một cái hố lớn. Sau khi Khương Thu Tự né tránh, cô tưởng chúa tể gào thét sẽ xuất hiện, không ngờ nó vẫn trốn dưới đất, sau đó lại đào dưới chân cô, đào liên tiếp ba cái mới dừng lại. Hơn nữa, ba cái hố liên tiếp, cái sau có đường kính lớn hơn cái trước, cái cuối cùng suýt nữa đã khiến Khương Thu Tự trượt chân xuống. Đào xong ba cái hố, chúa tể gào thét mới chui ra khỏi mặt đất, lại gào lên Khương Thu Tự lại thử dò xét, phát hiện mô đun tấn công của chúa tể gào thét dường như chỉ có vậy, lúc này mới tấn công táo bạo hơn chút. Nếu đổi thành một người chơi mới, lần đầu gặp chúa tể gào thét không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, thấy Khương Thu Tự vẫn có thể xoay sở, Phương Diễu cũng cảm thán, đúng là có thiên phú, nhưng mà có tôi ra tay, dù là rồng thì cô cũng phải cuộn tròn, dù là hổ thì cô cũng phải nằm rạp, dù có thiên phú cao đến đâu, cô cũng phải, ôi! phương diễu đang nhập tâm thì thấy trận chiến giữa khương thu tự và chúa tể gào thét đột nhiên trở nên phóng khoáng mỗi đau đều thấy máu lúc trước khán giả còn lo lắng cho khương thu tự trong nháy mắt đã bị kích thích tới mức huyết mạch sôi trào a à a à, sắp có vết lần đầu tiên rồi sao tổng giám đốc khương quay phong phương diễu nhảy dựng lên không thể nào nói thì chậm làm thì nhanh ba lần tung vút của chúa tể gào thét đột nhiên tăng thêm một lần rất nhiều khán giả đã chơi phiên bản dùng thử đều biết đây là cơ chế để ngăn người chơi học thuộc lòng lúc này họ chỉ muốn hét lên với phương diễu đê tiện vô sĩ bọn họ rất căng thẳng phương diễu cũng rất căng thẳng chỉ là đối tượng căng thẳng không giống nhau khán giả né 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 phương diễu trúng 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 khương thu tự vốn định chém phát hiện có sự thay đổi hai tay đột nhiên buông cán đao lăn về phía sau suýt nữa không tránh được cú đánh thứ tư lúc đáp xuống đất cô thuận thế dùng chân phản công lại nhặt trả mã đao vừa ném súng lên vung ngang một nhát lại chém ra một vũng máu cú đánh thêm của chúa tể gào thét thậm chí không thể khiến nó bị thương ít đi cảnh tượng này khiến khán giả vô cùng phấn khích ngầu quá dưới gốc cây phương diễu giống như một con chúa tể gào thét nhỏ đẹp trước tình thế nguy hiểm khương thu tự không chỉ hóa giải được nguy cơ mà còn liếc mắt nhìn phương diễu thấy vẻ tức giận của anh cô hơi buồn cười chúa tể gào thét dùng lại chiêu cũ, đáng tiếc là không thể làm gì được Khương Thu Tự nữa, trên người nó dần xuất hiện nhiều vết thương, cuối cùng đã ngã xuống dưới trả mã đao. Giết lần đầu thật rồi sao, trước đó la hét thì la hét, nhưng khi thấy Khương Thu Tự thật sự chém chết chúa tể gào thét, những người này lại cảm thấy không thể tin nổi. Ngầu quá đi! Không phải là trước đó đã chơi ở công ty rồi chứ, Khương Thu Tự hoàn toàn không quan tâm người khác có tin hay không, cô vác trả mã đao lên vai, hơi ngẩng đầu về phía Phương Diễu, nhếch miệng, đắc ý pha chút khiêu khích. Khán giả không biết Phương Diễu có tâm trạng thế nào, nhưng sát con quái vật làm nổi bật dáng vẻ của Khương Thu Tự lúc này khiến bọn họ không thể rời mắt. Rất yêu, có con nào lợi hại hơn không? Khương Thu Tự hỏi Phương Diễu. Phương Diễu nghiến răng nói: đừng đắc ý, đây là loại yếu nhất. Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu đoán thời điểm này những con quái vật xung quanh thông Tân Thủ đều đang bị các streamer khác đánh hơn nữa những con quái vật hai ba sao thì chưa chắc đã hạ được khương thu tự ngược lại còn làm tăng thêm khí thế cho cô bỏ đi để các cô mở rộng tầm mắt mở mang kiến thức về thế giới này phương diễu nói rồi dẫn khương thu tự lên đường chỉ thấy anh đi vòng vo khắp nơi dần dần đi xa thôn tân thủ và trên đường đi không xâm phạm vào lãnh địa của bất kỳ con quái vật nào khác các khán giả biết giai đoạn bây giờ chỉ có phương diễu người sản xuất này mới có thể phân biệt đường đi rõ ràng như vậy Xem ra lần này anh thực sự muốn tìm một con quái vật lợi hại. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi mong đợi. Không biết đi được bao lâu, Phương Diệu đến dưới một vách đá, nắm lấy dây leo bám trên vách đá, nói với Khương Thu Tự, "Lên đi, trèo lên, trèo thì trèo." Khương Thu Tự không sợ, cô đeo trả mã đao lên lưng, nắm lấy dây leo trèo lên. Vừa trèo được vài mét, cả hai đã nhận được thông báo của hệ thống, người chơi sắp tiến vào lãnh địa của quái vật chưa được biết đến, đến rồi các khán giả mong đợi. Sẽ là gì đây? Chim quái, rắn khổng lồ, trong sự suy đoán của các khán giả, cả hai đã mất rất lâu mới trèo lên đỉnh vách đá, trên đó không có tổ chim khổng lồ, cũng không có ao sâu, cứ như chẳng có gì cả. Chưa kịp để Khương Thu tự hỏi thì đột nhiên gió lớn nổi lên, bầu trời bị một bóng đen khổng lồ bao phủ. Khương Thu tự ngẩng đầu lên, thấy một con quái vật khổng lồ có đôi cánh mọc trên lưng đang lượn vòng trên đầu. Thông báo của hệ thống, phát hiện ra quái vật truyền thuyết, loài rồng, chúa tể bảo tố Storm, độ khó chinh phạt, đã đăng ký lãnh địa quái vật. Rõ ràng là khác hẳn với thông báo khi gặp chúa tể gào thét lúc trước, chỉ riêng hai chữ, truyền thuyết, đã đủ khiến người ta căng thẳng, chưa kể đến phần giới thiệu sau đó. Loài rồng Ngoài xưng hô còn có tên, độ khó 6 sao. Nói thật, nếu không phải phương diễu dẫn đường, những người khác muốn tìm đến đây cũng phải rất nhiều công sức. Nó xuống rồi, nó xuống rồi phương diễu đã chuồn ra xa từ lâu để lại một mình khương thu tự đối mặt với con rồng khổng lồ đôi cánh rồng vỗ mạnh chúa tể bảo tố đáp xuống đỉnh vách đá đôi mắt rồng nhìn khương thu tự không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào như thể đang đối mặt với một con kiến đang lén lút trèo lên nó có thể dẫm chết bất cứ lúc nào vút rồng vung lên trông có vẻ hơi qua loa nhưng tốc độ và phạm vi tấn công không phải chúa tể gào thét có thể so sánh được khương thu tự lăn ra phía sau né tránh được một cách khó khăn một đòn không trúng chúa tể bảo tố có vẻ hơi bất ngờ động tác dừng lại chốc lát khương thu tự hơi do dự vẫn quyết định tấn công thử kết quả vừa lao tới đã thấy chúa tể bảo tố vung một vút rồng khác vừa rồi né tránh được một lần trong lòng khương thu tự đã tính toán được nhưng lần này nhanh hơn lần trước phạm vi tấn công cũng rộng hơn một vòng sự thay đổi đột ngột này khiến khương thu tự không kịp trở tay bỗng chốc bị quét trúng Bây giờ cô chỉ mặc một bộ trang bị của thôn tân thủ, chút phòng thủ và lượng máu đó làm sao chống đỡ được một đòn của loài rồng, chết ngay tại chỗ. Thấy cảnh này, khán giả đều ngơ ngác, hoàn toàn không phản ứng kịp, thế là chết rồi sao, chỉ có Phương Diễu đang trốn sau tảng đá, phấn khích nhảy lên tảng đá, giơ tay lên cao reo hò, u, hô, vô vô. Chỉ là hình như anh quên mất bản thân cũng đang ở trong lãnh địa của chúa tể bảo tố. Giết xong một con kiến nhỏ, Chúa tể bảo tố chuyển hướng sang con bọ chết nhỏ kỳ lạ đang nhảy nhót phấn khích trên tảng đá. Các khán giả thấy Phương Diễu vui vẻ như vậy, đương nhiên là tức tới nghiến răng, đập chết anh ta đi, cắn chết anh ta, giòn cung cốt. Phương Diễu hoàn toàn không để ý, thậm chí không cần Chúa tể bảo tố ra tay, chủ động nhảy khỏi vách đá, dang rộng hai tay, hét lớn, sướng. Chúa tể bảo tố, các khán giả. Lúc này, Khương Thu Tự đang đứng ở vùng đất tưởng niệm của cô, nhìn bi mộ trước mắt. ID, gặp gỡ, sinh vào 9 giờ 50 phút ngày 20 tháng 20 năm 20, mất vào lúc 12 giờ 12 phút ngày 20 tháng 20 năm 20, chết dưới tay chúa tể bảo tố Storm, đã tiêu diệt một con quái vật trong đời. Đánh giá, thiên phú dị bẩm, tương lai tươi sáng, đáng tiếc là phải đối mặt với truyền thuyết quá sớm, khiến người ta thương tiếc. Phương Thu tự thoát khỏi vùng đất tưởng niệm, phát hiện Phương Diễu cũng đã ra ngoài, vẻ đắc ý trên mặt không giấu được, chỉ thiếu nhảy đít cô trước mặt cô. Trong đắc ý kìa, để anh đắc ý rồi. Hương Thu tự liếc anh một cái, chuẩn bị tạo lại nhân vật. Còn đơn giản không? Phương Diễu hỏi. Cũng tạm. Hương Thu tự nói, đột nhiên hơi tò mò, để tôi xem trên bi mộ của anh đánh giá thế nào. Phương Diễu kiên quyết từ chối, không xem, không xem, có gì hay mà xem. Các khán giả được nhắc nhở, cũng ồn ào, xem, nhất định phải xem, nhanh lên. Khương Thu Tự cũng thúc giục. Phương Diệu cố gắng lãng tránh, chúng ta đi chung, chắc chắn là giống nhau, có gì hay mà xem. Không được, nhất định phải xem. Khương Thu Tự kiên quyết không để anh lừa. Thấy mọi người hào hứng như vậy, Phương Diệu bất lực, được rồi, vậy tôi sẽ cho mọi người xem. Anh vào vùng đất tưởng niệm, tương tác với bi mộ đầu tiên của bản thân, thời gian sinh và tử không chênh lệch mấy so với Khương Thu Tự, số lượng quái vật tiêu diệt là một, chết dưới tay chúa tể bảo tố Storm cũng đều giống nhau. Chỉ có điều phần đánh giá của hai người lại khác nhau rất nhiều, hướng dẫn viên não tàn, hại người hại mình, thuần vai hề, đương nhiên Phương Diệu biết quy tắc tạo ra đánh giá, trước khi nhấp vào đã hiểu rằng sẽ không có lời hay ý đẹp gì, nhưng khi tận mắt thấy vẫn khiến anh suýt nửa hộp máu. Phục. Cương Thu tự bật cười. Khán giả càng cười như điên. Cô cười cái gì mà cười? Phương Diệu tức giận nói, không phải cô bảo tôi dẫn cô đi khiêu chiến con quái vật khó nhằn sao, Khương Thu tự lý lẽ hùng hồn. Đúng vậy, là tôi bảo, nhưng anh biết tôi không đánh lại, còn dẫn tôi đi, khiến cả hai chúng ta đều chết, đánh giá vậy cũng không sai. Phương Diệu há hốc mồm, bây giờ cô cũng biết chơi xấu rồi đúng không, học theo anh. Khương Thu tự đang ngửa ngực ngẩng cao đầu, lý lẽ hùng hồn, đột nhiên nhận ra ánh mắt liếc xuống của anh. Anh liếc mắt nhìn đi đâu đấy, muốn chết à? Phương Diệu ngoảnh đầu đi, tôi không cố ý, đều tại cô, tại tôi. Cương Thu tự đưa tay đi véo tai Phương Diễu. Cổ Phương Diễu cũng rất linh hoạt, né trái né phải. Khán giả vừa rồi còn chế giễu Phương Diễu, đôi mắt mở to thoáng cái đã đỏ ngầu. Hai người đang làm cái gì, làm cái gì thế, đùa dẫn không quan tâm đến người khác một lúc, Khương Thu tự lại vào game. Phương Diễu mời, có muốn thử lại không, không đi. Khương Thu tự không ngốc, thử một lần đã hiểu được độ mạnh, không vội thử thách nữa game là có quy tắc, vừa ra khỏi thôn tân thủ đã muốn đấu với quái vật có độ khó cao nhất, cô không tự tin đến vậy. Đi đánh trang bị trước đã. Khương Thu tự đưa ra quyết định. Như vậy không có hiệu ứng chương trình. Phương Diệu khuyên. Phương Thu tự không để ý đến anh, mở bản đồ. Hiện tại trên bản đồ của cô chỉ ghi lại hai lãnh địa là chúa tể gầm thét và chúa tể bảo tố, còn rất nhiều nơi cần khám phá. Đi đánh hùng bá, đi đánh ếch đầm lầy, khán giả lần lượt đưa ra ý kiến. Khương Thu tự nghe theo, để Phương Diễu dẫn đường đi quét sạch những con quái vật hai sao xung quanh thôn tân thủ này. Hùng bá, giết lần đầu, ép đầm lầy, giết lần đầu, sau đó Khương Thu tự lại đi đánh chúa tể gào thét một lần nữa. Hiệu suất này của cô khiến rất nhiều streamer bị ngược đãi rất lâu muốn thở hỗn hển đều chạy đến xem. Sáng sớm, rất nhiều streamer còn thề song sắt sẽ chinh phạt máy chủ bậc thầy, giờ thì đa số đều ủ xìu trở về máy chủ bình thường hoặc chế độ một người chơi để rèn luyện chỉ có khương thu tự là liên tục giết quái vật trên máy chủ bậc thầy chỉ có một người không còn ai khác nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha